nhiều người vẫn gọi ghế massage của Luraco là medical massage chair hoặc là ghế massage vật lý trị liệu. Bàn chân của chúng ta là trái tim thứ hai của con người. Cái vùng này liên quan đến phổi, vùng này liên quan đến tim, vùng này liên quan đến bao tử, vùng này liên quan đến thận. Khi mà cái lòng bàn chân được massage một cách nhuần nhuyễn á, thứ nhất là foot roller, thứ hai là kỹ thuật hơi, nó ép cái bàn chân của vị xuống, đẩy từ trái qua phải, từ phải qua trái để cho cái foot roller phía dưới nó tác động các cái huyệt thần kinh dưới lòng bàn chân. Cái điều thứ ba là sưởi ấm, và điều thứ tư là cặp cái bàn chân của vị kéo ra để cho nó giãn các cái khớp chân, thậm chí nó ảnh hưởng lên cái đầu gối cũng như là thắt lưng. Đó là cái điều mà chỉ có ghế massage của công ty Luraco có được. Mà massage nó cứ khởi động hàng ngày, nó đánh vào các cái huyệt, nó mở các cái huyệt ra, thì tất nhiên là sức khỏe của quý vị sẽ được cải tiến. Do đó nó làm giảm acid trong bao tử cũng như là giảm vấn đề táo bón. Khi sử dụng ghế massage của công ty Luraco, ai cũng nói rằng bước ra cái ghế nó nhẹ nhàng làm sao.